Chào các bạn, mình ở bên nguyệtkim.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại máy bay mẫu rất là mới, được Nguyệt Kim phối hợp với đối tác thiết kế riêng. Các bạn có thể thấy cái hộp rất là đẹp. Máy bay ký hiệu là S10. Trên này đã ghi rõ rất là nhiều chế độ bay, ví dụ như là chế độ cân bằng độ cao này, wifi 2.4 này, chế độ không đầu này, chế độ tự động quay về này, kết nối wifi với cả camera này, điều khiển qua camera. Đây là hộp đóng xốp rất đẹp. Mở hộp ra các bạn sẽ thấy có trong này có hai sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn lưu ý phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mà các bạn thử bất cứ điều gì. Đây có hai ngôn ngữ, các bạn có thể chọn tiếng Anh. Đây là cách các cái chế độ bay này, cách bay này. Đây là những cái đồ kèm theo đầy đủ trong hộp. Điều khiển. Sau mình sẽ scan cái này thì mình gửi lên trên trang web của mình. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng camera, hai ngôn ngữ. Thì sau khi các bạn mà kết nối, các bạn bật lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau khi mà kết nối với camera của điện thoại. Sau đây mình sẽ mở hộp và thử cái máy bay này cho các bạn xem. Mình cứ thích moi cái máy bay ra trước, còn tùy bạn, bạn moi cái gì ra trước được thì moi. Đây là máy bay hãng Ulitoy. Các bạn thấy cánh có nút bịt này, rất đẹp này. Máy bay làm rất chắc chắn. Cái này là nhựa cứng, các bạn không bao giờ sợ máy bay ọp ẹp hay gì cả. Đây, rất chắc chắn, bẻ thoải mái luôn. Cánh thì là cánh dẻo. Đây, các bạn bẻ thoải mái này. Bẻ thoải mái, không vấn đề gì cả. Không bao giờ sợ gãy cái cánh này. Đấy thì mình sẽ lắp pin vào cho các bạn xem. Thì cái cục pin theo máy ấy, nó là pin 600. Đây là pin theo máy, pin 650. Đấy thì mình hiện tại thì mình không, đây là sản phẩm mình thử cho nên mình sẽ lắp cho các bạn xem luôn cả viên pin 1002 nữa. Đây là viên pin 1002. Mình sẽ lấy viên pin 1002 mình lắp cho các bạn xem. Đây là viên pin 1002. Shop Nguyệt Kim cũng đang bán lại này. Ok. Viên pin 1002 lắp rất vừa. Nhưng các bạn chú ý khi lắp, mở hết cái nắp của máy bay ra này. Nhét cái khe vào này. Đấy, bạn lựa nhét. Nhét vừa. Thoải mái luôn. Đó. Kết nối này. Chú ý cái hình thang kết nối, bao giờ các bạn cũng phải chú ý cái hình thang kết nối. Ngửa thì một thằng ngửa, một thằng phải úp. Cắm vào này. Đó. Nhét dây này, chú ý khi nhét dây này. Đó. Nhét dây kết nối này. Đấy. Khi mà kết nối xong thì các bạn bật máy bay lên. Đây là nút bật máy bay. Bật. Ok. Thế này là các bạn đã khởi động xong cái máy bay. Mình chỉ thử thôi, mình không sẽ không lắp chân. Ở đây phụ kiện đi kèm thì rất nhiều thứ. Hai cái chân này. Chân này cao đủ lắp cho cái camera. Đây là camera. Camera thì bạn cài hai lẫy này. Tí nữa mình sẽ cài cho các bạn xem. Đây là bốn cái lồng và hai cái cánh dự phòng cho các bạn. Bạn nào thích thay thì bạn thay. Còn camera các bạn chú ý lắp theo hướng thuận của máy bay này, hoặc là theo hướng ngược lại, tùy bạn thích quay như nào thì bạn lắp thế. Đây có hai khe, cài vào đây, dí vào là được. Sau khi lắp thế thì bạn kết nối, chân kết nối, các bạn quay cái đầu hình thang nhỏ ra ngoài, cắm vào này. Ok, xem nào, đã kết nối camera này. Điều khiển.
Điều khiển này dùng 4 pin, dùng 4 nắp sạc pin. Mình sẽ lắp pin cho các bạn. Điều khiển này dùng 4 pin AA. Mình lắp pin cho các bạn. Các bạn chú ý lắp đúng cực pin nha. Cái đầu bằng này vào cái lò xo. Nhiều bạn lắp ngược xong cứ bảo với mình là điều khiển hỏng. Đó, 4 pin. Bật lắp cẩn thận này. Bật này. Bật lên. Đó. Để cái máy bay này quay được. Để cái máy bay này có thể khởi động được thì các bạn để nó trên một mặt bằng này. Cái này thì nó lắp camera cho nên mình sẽ lắp cái chân vào luôn. Chú ý cái chiều của cái chân, chiều. Đấy, các bạn lắp chân vào. Chân này rất là cao, rất là vừa camera, trông lắp chân xong camera rất là đẹp. Đây là loại máy bay mà chắc chắn nhất mình từng review. Đặt lên đây. Đặt đúng cái chiều mà các bạn muốn bay đã. Các bạn chưa quen thì các bạn phải đặt đúng chiều. Khi quen rồi các bạn sử dụng chế độ khung đầu thì cái đấy tùy các bạn. Đây là LED báo đã bật đèn này. Đây là LED báo đã nhận điều khiển này. Còn khi mà các bạn bay ấy, muốn bay được thì các bạn phải gạt cái nút, gạt cái cần điều khiển này này. Đây cái cần điều khiển đây. Các bạn gạt nó về phía của mình, về phía lòng của mình vào phía trong. Chéo như này. Đấy các bạn thấy máy bay nháy không? Gạt kêu tít một cái thì các bạn nhả ra này. Sau đó các bạn lại gạt tiếp một cái nữa. Máy bay bắt đầu quay như này là bạn có thể cất cánh được. Thì đây các bạn nhìn thấy mình cất cánh rồi. Đấy, ok. Tắt. Các bạn kéo xuống, các bạn kéo xuống giữ một thời gian nó tắt. Đây mình sẽ không thử bay cho các bạn và mình sẽ thử ở một cái video khác. Sau đây mình hướng dẫn các bạn kết nối với cái điện thoại. Thì các bạn để ý này. Kẹp cái kẹp vào. Cái kẹp của mình rất là đẹp này. Nó mở ra. Đặt vào điện thoại, đặt vào cái đấy. Điều khiển này, kẹp vào, cài cái lẫy rồi. Ok, nhìn không có vướng một tí nào cả. Lắp này. Đây là kẹp điện thoại. Khi mà lắp vào bạn sẽ có hai con ốc ở trong túi này, bạn bắt vào. Bạn kẹp điện thoại bạn sẽ rút ra, rút vào để bạn kẹp điện thoại được 6 inch. Thôi mình sẽ không hướng dẫn các bạn kẹp điện thoại nữa, mà mình sẽ thay vào đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối. Thì sau đây cái kết nối các bạn chú ý. Trong cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ các bạn kết nối với cả hai cái hệ điều hành chính của điện thoại thông minh. Thứ nhất là iOS và cái Android. Thì ở iOS hoặc Android các bạn đều có thể tìm cái cụm từ là HTGR UFO để mà cài đặt. Đấy, sau khi cài đặt xong thì các bạn kết nối Wi-Fi của cái điện thoại phát ra là HTUFO. Bạn ấn bật phần mềm lên, bạn ấn Play thì nó sẽ hiện ra giao diện như này và bạn có thể bắt đầu bay. Về cái hướng dẫn bay với cả điện thoại thì nó rất đơn giản, nên bạn có thể xem hướng dẫn tiếng Anh hoặc là mình sẽ dịch một bản mình đưa lên trên trang web của Nguyệt Kim. Bạn xem trên nguyệtkim.com. Đấy. Còn là sau khi bay thì các bạn nhớ ngắt kết nối và tháo chân, tháo lồng, tháo cánh ra để cất cẩn thận vào trong hộp. Cái này có hộp xốp nên các bạn có thể mang đi bất cứ đâu mà không sợ va chạm gì cả. Cảm ơn các bạn.